Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like, đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Tiếp tục cập nhật thông tin về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Mới đây thì Thiên Ngân đã chia sẻ là em ấy đang rất là háo hức để chào đón cái live show cuối năm. Cụ thể là show vào ngày 31 tháng 12, show tại phòng trà Đồng Dao với chủ đề Chào năm cũ, đón năm mới. Trong show này, với sự xuất hiện của Thiên Ngân cùng với Giono, Trường Sang và Tuyết Nhung cùng với Trường Huy là em của Trường Sang, thì Thiên Ngân có chia sẻ như thế này trên trang cá nhân của mình. Tết Tây này mình có hẹn với nhau nha cả nhà. Chào năm cũ, đón năm mới 2024. Hứa hẹn mang lại nhiều ca khúc mới, bài hát mới cũng như là tâm sự những chuyện vui buồn của năm cũ và cùng nhau đón một năm mới thật an lành, hạnh phúc cùng nhau. Phòng trà Đồng Dao. Hotline để đặt mua vé 0918 488 585. Rất tuyệt vời phải không cả nhà? Đây là một show mà tất cả cô chú anh chị khán giả yêu mến đàn gà con cũng như học trò của ca sĩ Phi Nhung đang rất là chờ đợi với sự xuất hiện của hai cặp đôi áo màu đỏ Trường Sang Tuyết Nhung và cặp đôi áo màu vàng đó là Thiên Ngân và Giono trong chủ đề Chào năm cũ, đón năm mới. Việc chia sẻ của Thiên Ngân thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã vào bình luận khen ngợi hình ảnh mới của Thiên Ngân rất là xinh đẹp. Chúc con gái luôn xinh đẹp và show diễn thành công. Thì Thiên Ngân trả lời: Dạ, con cảm ơn mẹ. Cô thích gu này nhé, trẻ trung, xinh tươi, màu đỏ nè. Tuyệt vời. Chúc mấy anh em một show diễn thành công rực rỡ nha. Chúc cả nhà đàn gà con nhiều sức khỏe. Tết Tây này nhiều show và đạt nhiều thành công. Thiên Ngân hát bài Sao trời làm gió hay nha con. Quá tuyệt vời. Chúc mấy anh em có show diễn thật thành công, tỏa sáng. Mọi đứa song ca cùng nhau đi bé vậy mới hấp dẫn. Đó là cặp đôi Trường Sang Tuyết Nhung, cặp đôi Thiên Ngân Giono. Chắc chắn thì trong chương trình này, cặp đôi áo màu đỏ cũng như cặp đôi áo màu vàng sẽ hát song ca với nhau. Như Thiên Ngân đã chia sẻ có sự kết hợp mới, nhiều ca khúc mới sẽ được thể hiện trong đêm live show này tại phòng trà Đồng Dao với chủ đề Chào năm cũ, đón năm mới. Cô chúc con thật nhiều sức khỏe và thành công tốt đẹp nhất, mãi mãi yêu con nhé. Quý vị khán giả thân thương ơi, cùng nhau ủng hộ show diễn của các em đáng yêu của cả nhà mình nhé. Em nào cũng hát hay. Chúc mừng các em, chúc show diễn thành công. Các em đón giao thừa cùng phòng trà Đồng Dao. Chắc năm mới vui vẻ, nhiều show lắm đây. Cô chúc mừng các con có thật nhiều show diễn thành công như ý muốn. Gia đoàn kết, vui vẻ, hạnh phúc. Cô rất ngưỡng mộ giọng hát của con từ đầu đến với mẹ Nhung. Cô chúc mừng Thiên Ngân có show diễn cuối năm. Chúc con luôn tỏa sáng và thành công. Cặp đôi màu vàng song ca nhiều bài để tặng mọi người nhé. Vì lâu rồi hai đứa không có hát chung. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi. Thì Thiên Ngân và Juno chưa có hát song ca với nhau. Mới đây thì chỉ có cặp đôi Trường Sang Tuyết Nhung hát song ca với nhau với chủ đề Giữ mãi một tình yêu tại phòng trà Đồng Dao.
Trong chương trình đó thì cặp đôi Tuyết Nhung Trường Sang thể hiện với nhau rất là nhiều bài hát mới và lạ, được rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi, như là bài Nợ Duyên, Chuyện Chúng Mình, Cà Phê Miệt Vườn, vân vân, Cho Vừa Lòng Nhau. Đó là những ca khúc mà cả hai đã hát rất tuyệt vời. Trước đó ca khúc Dù Anh Nghèo được Tuyết Dung và Trường Sang thể hiện trong mini live show tại phòng trà Đồng Dao với chủ đề là Hai Lối Mộng ngày Valentine, thì bài hát Dù Anh Nghèo, một ca khúc đó được thể hiện của Tuyết Dung Trường Sang thì rất tuyệt vời. Đến nay vẫn còn rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi vì khi hát bài đó cả hai đã diễn với nhau rất là tuyệt vời. Và mới đây thì Tuyết Nhung cũng đã thông báo về việc Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân đã kết hợp tính toán với nhau để ra mắt MV. Cả hai đã hát với nhau, kết hợp với nhau. Đây là điều được rất là nhiều cô chú anh chị mong chờ. Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi thời gian sắp tới, sản phẩm của Thiên Ngân và Tuyết Nhung cũng sẽ được thông báo và chính thức công chiếu trên kênh YouTube của Thiên Ngân và Tuyết Nhung. Thì mới đây Tuyết Nhung cũng có chia sẻ về việc em ấy đến với bác sĩ nha khoa để tiếp tục thay đổi niềng răng. Trong suốt thời gian vừa qua thì Tuyết Nhung cũng đã làm đẹp, cụ thể là đi niềng răng lại. Thì hôm nay Tuyết Nhung có chia sẻ như thế này: bác sĩ bấm thay cái mắt cài, tôi tưởng bấm bay cái răng tôi ra ngoài luôn. Vậy mà nhiều người nói mắt cài xứ dễ bung, chắc bung răng tôi trước thì có ca ca. Thì hôm nay Tuyết Nhung cũng đã đến với phòng khám nha khoa để bấm cái mắt kiềng răng. Thì Tuyết Nhung cũng như Thiên Ngân mong muốn đến với khán giả, đến với sân khấu với một hình ảnh đẹp nhất. Thì thời gian vừa qua Thiên Ngân cũng như Tuyết Nhung đã đi niềng răng, và hiện tại thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng đã niềng được một thời gian khá dài và cũng đã sắp xong. Vì vậy thời gian sắp tới Đàn Gà Con sẽ có nhiều show biểu diễn để chào đón năm mới. Vì từ đây đến năm mới chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn, và Đàn Gà Con rất là tất bật với những sự chuẩn bị cho những cái show biểu diễn sắp tới. Hồng Loa, Tuyết Nhung và Thiên Ngân ngoài việc ca hát chính thì cũng có bán hàng online. Vì vậy cô chú anh chị ủng hộ Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân thì hãy vào trang cá nhân của Tuyết Nhung cũng như Thiên Ngân, hãy mua đồ giúp cho các bạn trẻ có thêm nguồn thu nhập để có thể lo cho gia đình, phụ giúp cho gia đình của mình, cũng như là sẽ có cái nguồn thu để thêm động lực để ra những sản phẩm MV mới để phục vụ cô chú anh chị khán giả chúng ta luôn yêu mến chờ đợi sản phẩm của Đàn Gà Con. Chúc cho Đàn Gà Con từ đây đến cuối năm chào đón năm mới có nhiều show biểu diễn và luôn luôn thành công, đón nhận được nhiều sự ủng hộ yêu mến của cô chú anh chị khán giả trong và ngoài nước. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối video, Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả. Chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang, hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc, có giá là 500.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hốt trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.